mình là lựa một cái thiệt thiệt to, thiệt lớn, mình coi thử nó chính chưa nghe cả nha. Ở đây nè cả nhà, đây bự bự. Mà thử nó có quỷ gì trong đây nha cả nhà. Ôm, nó chua quá cả nhà. Đó, chưa có chín nữa nha. Hello, Huy xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc, an lành bên gia đình nha. Hôm nay mình ở nhà cả nhà ơi, mình đi thăm vườn, mình thăm cái đó của mình thử này nó chín chưa nha cả nhà. Đây là cái đó 20 năm mới ra trái cả nhà ơi. Ở nhà mình trồng. Mình lựa một trái thiệt thiệt to, thiệt lớn, mình coi thử nó chín chưa nghe cả nha. Đây to. Ở đây nè cả nhà. Đây bự bự. Hái trái đây mình ăn thử cái nha, thì chín chưa. Thử nó có quỷ gì trong đây cả nhà. Ôm, nó chua quá cả nhà. Đó, chưa có chín nữa nha. Chua quá chua luôn. Đang thử miếng nữa. Chua quá chua, mình đang nói cả nhà ơi. Nó chưa chín cả nhà còn non. Đây đây ở nhà anh không biết làm cái món gì, biết làm món gì anh cả nhà. Nhớ rồi, hồi sáng mình đi chợ mình có ghé vô cái ông anh bán thịt bò, mình mua một, mình không biết bao nhiêu, mình mua 100.000, anh bán được một miếng cả nhà. Giờ mình vô mình làm cái món bò xào lá lốt và lá tầng và lá ngố. Mình ăn với bánh tráng cả nhà. Bây giờ mình vô mình sắc rồi mình xào cả nhà. Đi góp lá lốt, lá tầng, lá ngố. Bởi vì mình xào chung vô thịt bò ăn rất là thơm, rất là ngon nha các bạn. Đây là lá lốt. Hôm nay mình về mình làm cái món thịt bò xào lá lốt cả nhà ơi. Bò xào lá lốt với lá tầng, lá ngổ. Giờ mình đi gấp rau này. Hai lá lốt, lên kia mình hai lá tầng nữa. Chết xong rồi cả nhà. Còn đây là rau nè cả nhà. Đây là lá lốt, lá ngổ, lốt ngổ luôn, lá tăng cũng có luôn ngay cả nhà. Chết rồi. Xong rồi, bây giờ
chơi miếng bò xào lá lốt, lá ngổ, lá tầm này nha cả nhà. Rồi, còn chín rồi, còn chín rồi các bạn ơi. Nhìn thấy nó bốc khói, mình thấy mình đói bụng liền các bạn. Mình thử miếng thử vừa ăn nha các bạn. Như đây là có cái da da nè các bạn. Ấy cả. Ừ, nó còn nhảy được đó. Trời. Như đây là có cái da này. Ăn rất là ngon luôn. Mời các bạn nha. Ngon quá các bạn ơi. Rất là vừa ăn luôn. Có đồ ngọt, đồ ngon, đồ dai dai của thịt bò, đồ thơm của lá lốt, lá tầng, lá ngổ. Cái cảm giác rất là ngon các bạn. Hello, xin chào các bạn. Thì mình đã làm xong cái món món thịt bò các bạn. Bò xào. Bò xào lá lốt, lá ngổ, lá tầng các bạn. Đây, các bạn. À, nhìn thấy hấp dẫn quá các bạn ơi. Mời các bạn nha. À, mình chấm với nước mắm này các bạn. Mình đâm chén nước mắm rất là ngon luôn này các bạn. Review cho các bạn chén nước mắm mình luôn này. Đó. Mắm siêu cay luôn, mình đâm ớt rất là nhiều, ớt hiếm ấy cả nhà. Hiếm ấy. Rất ngon luôn. Mời cả nhà nha. À. Ngon quá cả nhà. Yeah. Muốn làm ẩm thực luôn hay sao? Hôm nay mình ăn kem gì bánh tráng nha mọi người. À, mời cả nhà nha. Mắm cắm màu lâm siêu cay rồi, em không cay em cứ ớt luôn rồi ăn được. Gà thì mà thấy mình ăn cũng bay lên luôn không. Vườn đầu view cả nhà. Chén mắm kè mình trộn rồi cả nhà. Cà pháo cũng có kè, kè đây kè gì má, kè dĩa ha, kè đây cà pháo. Mời cả nhà nha. Mình ăn cà pháo mình phá nhất là nuôi nó mềm miệng mà nó có độ giòn 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 rất là ngon cả nhà. Mấy ăn cái da được không? Da ăn ngon, da ăn ngon. Mấy ăn chấm miếng rau cả nhà. Nước mắm siêu cay. Mời cả nhà nha. Thích nhất cái da cả nha, cái da nó rất là béo béo, nó ngon ngót, ngon. Rồi, mắm ăn to tập trung to. Mời cả nhà nha. Rất là ngon. Mm-hmm.
Dạ, được mà. Ôi. Chắc là nó hết sợ vậy. Em mấy con gà theo em của mình luôn à. Ok, vài con luôn là mũi. Chạy mắm đậm ngọt hả? Ngon. Ngon mà. Ngon mát á. Cái mắm cà mình cơm lại như cơm ngon nè. Ngon. Cơm lại như cơm ở dưới luôn. Mời các bạn nha. Bà mìm ơi, nghe đây chắc là chắc cũng còn tơ, chắc cũng mấy bà lớn ha. Mềm da mềm, nhà mềm ạ. Cảm ơn các bạn tập ạ. Muốn làm nồi cháo anh kia nên là mình ăn ngoài bây giờ nó gió đùng 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 mà các bạn. Đây là mình da mẹ coi ngon lắm, da là có cái đồ béo 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 thì dai ngon. Sáng giờ anh ra để anh để anh đói bụng anh sáng anh phải ăn làm sao. Trăm ngàn chất lượng hay mấy ha, chất lượng. Ngon. Hơi lâu rồi, lâu mình làm cái món này mình ăn thấy em thấy nó ngon rồi. Má cũng thích ăn da lắm không? Nó nữa à? Cái đó là giòn lắm. Ôi dồi, miếng này miếng da sao? Hãy để đâu rồi? Đây này.
Đây các bạn nha. Ăn cơm gần bao nhiêu cơm? Cá nấu không nè. Cơm à? Cá không nè. Ừ? Cá nấu không nè. Cá đó. Cá không biết cơm à? Rau phải ngon lắm, rau ngổ, rau tầm. Rồi thơm. Mời cả nhà nha. Các bạn thịt bò là có cái độ mặn sẵn rồi mà, đúng không? Thịt bò là có cái độ mặn sẵn, mình nếu mình làm nhiều là nó mặn đâu, tại vì thịt bò là cái cốt của nó là có độ mặn. Hơn nhận kè đi vô ăn ha, ngon. Thôi, thời lượng video mình cũng đã khá dài các bạn. Một lần nữa xin chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc an lành bên gia đình nha. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà video kế tiếp của mình nha. Xin chào.